Bạn cần nắm coi để quay iClinic. Liên hệ ngay với Mr. Hưng Inter. Uy tín, an toàn và chất lượng. Yo, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Top Mobile Games. Hôm nay sẽ là cái ngày mà chúng ta sẽ quay những cái box feature mới ở trong cái tuần này. Rất tiếc là hôm qua thì mình cũng không kịp quay cho anh em vì hôm qua cũng hơi bận một chút xíu và phải tranh thủ là nạp coin vào nữa. Hay ta bây giờ mình có thể quay video của ngày thứ hai được. Vậy thì trong cái box tuần này của chúng ta nói chung là cũng khá là xịn rồi. Nhìn qua anh em biết xịn rồi đúng không? Chúng ta có box của Barcelona này rất nhiều lần xuất hiện, Bayern Munich rất nhiều lần xuất hiện. Ngoài ra cũng có Real Madrid một vài lần xuất hiện. Vậy thì những cầu thủ này chúng ta sẽ mong muốn những cầu thủ nào? Chúng ta sẽ nói về top 3 những cái cầu thủ mà mình mong muốn là mở ra được cũng như là được chú ý khá nhiều từng box một. Thứ nhất chúng ta nói về cái box của Barcelona. Box này thì không còn Messi nữa rồi. Tuy nhiên chúng ta sẽ có những cái cầu thủ mà chúng ta tập trung chủ yếu vào, ví dụ như là trong trường hợp của Pedri. Pedri này là một phiên bản đá vị trí AMF. Với Pedri phiên bản mấy lần trước thì chúng ta thấy là một vị trí đá LMF nhiều hơn. Tuy nhiên phiên bản này sở trường nó sẽ là AMF này. Chúng ta có bộ chỉ số về chuyển bóng rất hay. Và Pedri cũng có hai chân là 44, nói chung là có chân là 44 này. Nói chung là cái bộ chỉ số rất ảo và skill cũng rất là ảo. Anh em cũng thấy được một vài cái video xuất hiện Pedri thì đối phương sử dụng Pedri cũng khá là thành thục và những cái đường dây bóng của Pedri cũng khá là nét, khá là dẻo. Đó trường hợp đầu tiên là Pedri này. Tiếp theo chúng ta sẽ có Chin Sao, đọc là Chin Sao đúng không? Chin Cao hay Chin Sao gì đấy? Chin Sao đi, mình sẽ đọc là Chin Sao nhá. Đá vị trí là AMF, SS hay hai cánh đều ok, đấy cũng là một cái cầu thủ có bộ chỉ số rất cao và rất trẻ. Tuy nhiên là những cầu thủ trẻ như này thì Konami buff rất là nhiều. Chỉ số 3 lần khá là cao. Hai chân lại còn chân là 33, lại có double touch và một vài skill về shoot rất nhiều inspire kinh khủng khiếp. Và cuối cùng chắc có lẽ sẽ là trường hợp của Sergio Busquets. Busquets đương nhiên vẫn là một tiền vệ đánh chặn rất là chất lượng, rất là đỉnh cao, vẫn đang trong cái thời kỳ đỉnh cao của mình và có cái bộ chỉ số về giữ bóng cực kỳ tốt. Tuy nhiên tốc độ không phải là điểm mạnh, nhưng mà cái vị trí, khả năng chọn vị trí, khả năng cắt bóng của Busquets sẽ là cái điểm mà anh em có thể quan tâm. Và đá một cái style rất là dễ chơi, đó chính là Anchorman như thế này, thì anh em không cần quan tâm. Chưa kể đến cái việc là truyền, khả năng truyền của Busquets cũng rất đỉnh rồi. Marcelo của Busquets cũng rất là easy. Hay ra tuyến giữa của anh em sẽ rất là chắc khi có sự hỗ trợ của Busquets phía dưới. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái box của Madrid đi. Box Bayern là cái box mà xịn nhất đúng không? Nó có cái box của Madrid này thì đây thì chắc chắn là sẽ có một vài cầu thủ mà mình sẽ rất là muốn mở ra. Đương nhiên chúng ta sẽ nói về top 3 một chút xíu. Thứ nhất chúng ta sẽ có Courtois. Courtois là một thủ môn mà mình đánh giá là rất là cao và bắt rất là hay. Thực tế là rất là hay luôn. Ít khi có độ ngáo này, không ngáo nhiều bằng Neuer và bắt cực đỉnh luôn. Thì Courtois vẫn luôn là một mẫu GK chúng ta sẽ mong muốn mở ra được. Trong một vài cái box của Real Madrid mình cũng chưa từng mở ra được Courtois ở những cái phiên bản feature player như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ phải nói đến trường hợp của Varane. Varane sẽ là một CB là quá kinh khủng luôn thực sự. Đúng ra Varane được thứ nhất nhưng mà mình sẽ cho chỉ thứ hai nhá. Vì thực sự là mình mong muốn một mẫu tiền vệ nữa cơ. Rồi, chúng ta có Varane thì đương nhiên là với khả năng bật nhảy của mình rất tốt, tốc độ là một cái điểm mạnh của Varane và khả năng về chọn vị trí cũng như là khả năng về đánh chặn rất đỉnh. Nói chung là đây cũng là một mẫu CB khá là khó chịu. Thực sự như vậy, rất là khó chịu phải đối đầu và rất là dễ để khi anh em chơi. Cuối cùng chúng ta sẽ phải nói đến là Casemiro. Đây là một mẫu DMF mình rất là mong muốn mở ra. Nói về mặt chỉ số khá là tốt cho khả năng về truyền, về khả năng cướp bóng và về khả năng tốc độ cũng như là stamina. Tuy nhiên về mặt skill ấy, có lẽ nếu như mà có thêm một skill one touch pass thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Và cái việc của chúng ta đá ban bật tuyến giữa nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nói chung là với cái lối chơi của mình ấy thì nên có one touch pass, mình thấy là như vậy. Và cuối cùng chúng ta sẽ nói về cái box của Bayern Munich thì đương nhiên cái box này vẫn luôn có những cầu thủ rất là chất lượng rồi. Thứ nhất là những cầu thủ mà chúng ta mong muốn mở ra chắc chắn không phải khác, đó chính là Müller. Thôi Müller sẽ để đầu nhé, mình sẽ nói từ 1 đến 2, 1 đến 3 đi. Chắc chắn thứ nhất đó chính là Thomas Müller, vẫn luôn luôn bỏ lỡ Müller rất nhiều cái box rồi. Mình hy vọng box này chúng ta mở ra Müller. Chỉ số về Müller thì không cần phải nói quá nhiều. Thêm một vài skill truyền nữa thì đẹp, thế nhưng mà mình nghĩ là cũng không cần đâu, khả năng truyền của Müller cũng khá ảo. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến trường hợp của Serge Gnabry.
Surge Canapri cũng là một mẫu LWF đúng không? Tốc độ rất cao, dưới bóng rất hay, dưới bóng cực kỳ dính chân và những khả năng về đá, nếu mà đá những chiến thuật mà thiên về cánh ấy thì trường hợp của Serge Gnabry cũng như là Leo Sané sẽ là cầu thủ mà rất chất lượng. Đây sẽ là ba cầu thủ mà mình muốn mở ra trong cái box của Bayern Munich. Ok, không nói nhiều nữa. Còn thưa coi, chúng ta sẽ đập nốt vào Milano, AC Milan để xem là có quay ra ông nào nhé. Ok, lần đầu tiên chúng ta sẽ quay cho cái box của Barcelona đi. Rồi, Petri một phiên bản là mới cũng được này. Ngoài ra thì có lẽ là Busquets cũng hay, Busquets cũng hay đấy. Lúc nào cũng phải thế đúng không? Chúng ta luôn luôn là lúc nào cũng phải như vậy, lúc nào cũng phải là GK đầu tiên. Đó, để mở đầu cho một cái chương trình có thể nói là đầy sự bất ngờ, thực sự như vậy, đầy sự bất ngờ. Ok, Box Barcelona sẽ cho chúng ta cầu thủ nào tiếp theo? Đây. Trời ơi, ám quẻ. Đốt vía. Thôi, nói chung là 3GK nó sẽ là một cái điểm đấy. Nó là một cái điểm để chúng ta ra được iconic anh em ạ. 3GK đi. Tưởng là sao cho mình ra 3GK thì nó lại quá điểm luôn. Ôi rồi lại De Jong. Quá nhiều phiên bản De Jong và De Jong lần này vẫn bám theo mình. Ok, thôi Barca này thì chúng ta quay cho chơi thôi. Chơi thôi nhá. Ok, tiếp theo sẽ là box của Real Madrid. Real Madrid chúng ta sẽ có Coutoy chắc chắn mở ra được là mình sẽ dùng Coutoy này. Ngoài ra chúng ta có Casemiro này, rồi và Varane. Rồi, Varane. Casemiro, số 14 này là Casemiro đúng không? Chính xác, ok. Cuối cùng cũng đã một phiên bản của Casemiro. Ở cái box Barca kia thì thôi, đen rồi thì thôi, không nói gì. Đấy, box đấy coi là mồi nhá. Chúng ta coi cái box đấy là mồi đi. Mấy cái box này mới là box xịn này. Đấy, hợp lý chưa? Tiếp theo, Varane ra nữa thì đẹp luôn cái box này. Mình không tiếc gì cái box Barca luôn. Trời ơi. Thôi không đùa nhá. Bắt đầu vào đây này. Bây giờ ra Varane thôi đẹp rồi. Varane thôi đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Hoàn hảo, perfect luôn. Hoàn hảo luôn. Lên. Thôi, không sao, rồi. Không sao cả. Thibaut Courtois cũng được. Courtois chứ nhỉ, đọc Courtois mình không nhớ nên hay đọc kiểu Courtois. Rồi cuối cùng mà chúng ta sẽ chơi cuối cùng chứ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái box của Bayern Munich. Chắc chắn là Müller rồi. Müller đừng trốn nữa. Nhá, Müller nhá. Đừng trốn nữa. Ở chân trái là Leroy Sané. Sané cũng được. Sané là một super sub rất hay và chúng ta được chơi được. Ok, Sané không vấn đề gì. Rồi. Sané, Serge Gnabry và Müller, đây chính là cái box mà chúng ta có thể dồn lực vào đây này. Dồn cái sự may mắn vào cái box này là quá phù hợp luôn rồi. Không còn gì có thể là đắn đo suy nghĩ về cái box này nữa đúng không? Nào. Dài nào. Müller. Ui. Chân này giống Coleman lắm, hay là Gnabry. Ok, Gnabry rồi. Ok. Sané, Gnabry rồi. Rồi, cuối cùng này. Được rồi nhá. Chúng ta phải thể hiện một cái bộ mặt là nó gì, nó như thế nào. Nó không thèm muốn thì nó mới ra được đúng không? Nó không phải là một sự thèm muốn, nó là như thế nào cũng được. Thế nên là ý, mình sẽ bình tĩnh trong cái lần quay cuối cùng này. Mình không nói gì cả. Mình sẽ không nói gì cả mặc dù mình vẫn đang nói. Mặc dù mình vẫn Yes. Ok anh em ơi. Ok, bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh lại nào. Lóc ngay và luôn. Trời ơi. Rồi, ok mình sẽ dồn xem nào. Thực sự thì thứ 5 tuần này nó sẽ có những cái box rất là xịn. Mình nghĩ là chúng ta sẽ thử quay mấy lần nhỉ? Mình sẽ quay khoảng khi nào còn 500 coin nhá, khoảng 9 lần đi. Quên, sorry nhá. Chúng ta sẽ quay khoảng 9 lần nhá. Khi nào còn 500 coin thì chúng ta sẽ thôi tạm dừng để em dành một chút xíu để thứ năm chúng ta quay tiếp. Thứ năm sẽ là một vài cái box rất là xịn dành cho cái như là Barcelona thì phải, Romario mình không nhớ lắm. Nhưng mà thôi cứ thử quay một vài phát như thế này. Nếu mà ra được iconic thì cái video ngày hôm nay nó sẽ khá là tuyệt vời đúng không? Nhưng mà khả năng đấy cũng khá là cao. Lingardinho ra rồi nhưng mà không thấy Ronaldinho.
đây là một cái sự không công bằng. Đây là một cái sự không công bằng một tí nào cả. Ok, ra cái boss thì mình chỉ mong ra được Inzaghi và Maldini thôi. Nhưng mà thực tế là bây giờ chúng ta chưa ra được một ông icon nào cả. Khá đáng tiếc. Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ quay hết đi, rồi thứ năm chúng ta sẽ lại gọi điện thoại cho người thân. Đấy, mình sẽ gọi nhờ ông chú ở bên ngân hàng gửi tiền cho mình. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm coi để quay. Mình thứ năm cũng khá là xịn, mình hy vọng chúng ta sẽ quay được cái box thứ năm đấy. Nhưng cái gì thế này, Rồi, 500. Ok, chích. Không phải chích đâu nhá, cái này không phải chích đâu, cái này là đánh lừa tỷ lệ anh em nhá. Đánh lừa tỷ lệ. Ui, căng quá, mấy hôm nay là đánh lừa tỷ lệ toàn trượt thôi. Căng quá nhở. Nào. Kết thúc hoàn hảo cho một video nào. Sổ ôi. Kết chưa. Sổ ôi, ai đây. Ai đây. Ô, chân phải. Inzaghi, ok. Maldini, ok. Trời ơi, hôm nay để tóc nó hơi dài, cảm giác nó hơi giống nhau. Rồi Maldini, rồi, ok. Chấp nhận được. Inzaghi là tuyệt vời nhá, rồi chúng ta quay hết nhá. Nào, kết thúc hoàn hảo cho một video gọi là đẳng cấp nào. Đẳng sơ cấp. Ôi dồi, thôi. Giật quả đấy, từng ra được rồi. Sợ thật. Đấy, đánh lừa tỷ lệ thành công. Trời ơi, lên nào. Ui, cảm giác lắm, quả này cảm giác cực ý. Ôi, cuối cùng cảm giác này. Cảm giác quả này mới nét này. Lên, ui, ok, nói chung là chúng ta sẽ kiểm tra quân số ngay bây giờ. Ten. Ok, thứ nhất là Maldini. Tiếp theo đây rồi, ui, cái box của Bayern Munich thực sự là dồn hết tất cả những cái sự may mắn, tất cả mọi thứ vào trong cái box của Bayern Munich rồi. Không còn cái gì có thể chê được nữa. Bây giờ chắc là mình sẽ phải cày thêm một vài trận để kiếm thêm thẻ nâng cấp chỉ số, thẻ nâng cấp level cho cầu thủ, chứ bây giờ hết rồi, không còn cái thẻ nào cả. Ok, rồi, một cái kết khá là đẹp cho một video ngày hôm nay. Quay hơi muộn tí nhưng mà khá là phù hợp, khá là đẹp rồi. Ok, hy vọng anh em thích cái video này. Đừng quên like, subscribe, tiếp tục ủng hộ Thumbnail Games. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Peace.